chào tất cả anh em, mình là Irene đến từ Coin68 TV và như thường lệ vào mỗi cuối tuần thì anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức crypto đáng chú ý trong tuần vừa rồi nhé. Ok, và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68 TV và ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên là Arbitrum và Starknet cùng cạnh tranh để phát triển các quỹ GameFi. Trận chiến để cạnh tranh về thị trường game blockchain thì càng ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, khi mà cả Arbitrum và Starknet, hai trong số những layer 2 nổi bật của thị trường, thì đang cùng tuyên bố lập các quỹ phát triển GameFi trị giá hàng trăm triệu đô. Arbitrum Foundation thì đang hướng tới việc thúc đẩy sự phát triển của game blockchain ở trên layer 2 Arbitrum thông qua kế hoạch là phát triển quỹ Gaming Catalyst Program. Quỹ này thì dự kiến sẽ phân bổ tổng cộng là 200 triệu token Arbitrum, tương đương với khoảng 400 triệu đô trong vòng 2 năm tới, nhằm hỗ trợ các dự án game muốn triển khai trên nền tảng này. Phân bổ cụ thể của quỹ này sẽ là 160 triệu Arbitrum cho các dự án triển khai trực tiếp ở trên Arbitrum và 40 triệu Arbitrum cho các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ mạng game blockchain. Để đảm bảo tính công bằng và chất lượng của các dự án được tài trợ thì Arbitrum Foundation đã đề xuất thành lập một hội đồng thẩm định chuyên nghiệp gồm 5 chuyên gia về lĩnh vực game. Gaming Catalyst Program thì được kỳ vọng sẽ biến Arbitrum trở thành layer 2 của game on trên, thu về ít nhất là 200 cho đến 300 lượt dự án đăng ký, quy tụ khoảng 20% tổng game Web3 phát triển sản phẩm trên đây, cũng như là có được 25 dự án triển khai Layer 3 riêng thông qua Arbitrum Optimism. Đề xuất này thì hiện đã được gửi lên tổ chức quản trị là Arbitrum DAO để lấy ý kiến cộng đồng và xét duyệt. Còn ở phía ông lớn Starknet thì do không muốn kém cạnh với Arbitrum, Starknet thì cũng đã thông báo lập quỹ phát triển GameFi trị giá 120 triệu đô la Mỹ. Cụ thể thì Starknet sẽ thành lập một quỹ ban trò chơi chuyên dụng với 6 thành viên chủ chốt đến từ các quỹ như là Starknet Foundation, Starkware, Unstoppable Game, Focus Tree, Cash Street và Loot Realm. Quỹ này thì sẽ hỗ trợ việc phát triển và đề xuất các chương trình nhằm thu hút cả lập trình viên game và người dùng đến từ hệ sinh thái của Starknet. Cùng với đó thì Starknet Foundation đang cam kết phân bổ 50 triệu token STRK, tương đương với khoảng 120 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động và đề xuất trong lĩnh vực GameFi. Các động thái của Arbitrum và Starknet thì diễn ra ngay thời điểm mà trend GameFi đang sụp sôi trở lại sau hơn 2 năm vắng bóng. Trong khi là Bitcoin liên tục lập đỉnh mới thì lĩnh vực GameFi cũng đang tăng trưởng rất đáng kể. Vốn hóa của toàn ngành này thì cũng đã nâng lên hơn 30% trong thời gian ngắn vừa qua, tạm dừng chân ở mức là khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Tin tức đáng chú ý tiếp theo là El Salvador tiết lộ ví chứa 400 triệu đô la Mỹ Bitcoin. Chia sẻ trên tài khoản X cá nhân của mình thì Bukele đã đăng tải hình ảnh một chiếc ví chứa tới 5.689 Bitcoin trị giá lên đến 411 triệu đô. Ông thì nói như sau: El Salvador đã lưu trữ lượng lớn Bitcoin trong một ví lạnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Số lượng Bitcoin mà El Salvador sở hữu thì thực tế lớn hơn nhiều so với những gì đã thống kê trước đây. Cho đến hiện hành thì con số hiển thị trên các công cụ theo dõi phổ biến hiện nay thì chỉ ở dưới mức là khoảng dưới 3.000 Bitcoin, tức là khoảng 205 triệu đô. Một điều đáng chú ý khác thì đây cũng là lần đầu tiên mà vị tổng thống công khai địa chỉ ví nắm giữ Bitcoin. Trước đó thì ông chỉ cập nhật thông tin về những lần mua thêm Bitcoin ở trên mạng xã hội mà thôi. Bukele thì cũng đã cập nhật rằng đất nước của ông không chỉ đơn thuần là mua Bitcoin mà còn tích lũy nó từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm là bán hộ chiếu, chuyển đổi tiền tệ cho doanh nghiệp, hoạt động đào coin và các dịch vụ khác của chính phủ. El Salvador thì là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa Bitcoin và dùng kho bạc nhà nước để đầu tư vào tài sản này vào năm 2021. Nhờ chiến lược trung bình giá được thực hiện đều đặn cho đến nay thì danh mục Bitcoin của quốc gia này đã lãi hơn 84 triệu đô. Gần đây nhất thì El Salvador còn miễn thuế thu nhập cá nhân cho các khoản đầu tư có nguồn gốc từ nước ngoài trong nỗ lực là thu hút thêm vốn FDI. Tin tức tiếp theo là Justin Sun nạp gần 500 triệu đô ETH vào EtherFi. Gần đây thì một ví được dán nhãn thuộc về nhà sáng lập Tron là Justin Sun đã gửi 120.000 Ethereum, tức là khoảng gần 480 triệu đô vào giao thức liquid staking là Ether.fi. Theo điều tra on-chain thì ví này đã bắt đầu rút ETH từ sàn Binance từ tháng 2, thời điểm mà giá token này vẫn ở mức là khoảng 2.800 đô mỗi đồng. Justin Sun thì là nhân vật không còn xa lạ trong lĩnh vực DeFi. Tháng 8 năm ngoái thì ông từng giúp giải cứu khủng hoảng thanh khoản ở trên Curve Finance với cách là mua 2,3 triệu USD token CRV trong lúc nhà sáng lập nền tảng này vướng phải nợ xấu. Nhân vật này thì còn được biết đến với vai trò là cố vấn của sàn hồ bi năm xưa, nay là HTX, và vừa qua thì còn tiết lộ đang sở hữu tới 1,6 tỷ đô Bitcoin. EtherFi được thành lập bởi một người có tên là My Silagaze vào năm 2023. Dự án này thì đã huy động thành công 27 triệu đô vào hồi tháng trước và đạt được thỏa thuận trị giá 600 triệu đô với Omni Network giúp bảo mật giao thức và hệ sinh thái Agent Layer. Lấy dữ liệu từ DeFi Llama thì tổng giá trị tài sản khóa TVL của EtherFi hiện tại đang xấp xỉ 3 tỷ đô. Theo lịch trình ấn định thì Binance sẽ niêm yết EtherFi lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Hiện tại thì người dùng có thể tham gia launch pool EtherFi ở trên sàn này. Liquid Restaking thì đang là hoạt động được cộng đồng crypto ưa chuộng ở thời điểm hiện tại với ý tưởng là sử dụng lại tài sản Liquid Staking Token như là STETH để tham gia vào các mạng lưới khác. Hiểu đơn giản, Restaking thì sẽ cho người dùng sử dụng lại ETH đã khóa để tăng tính bảo mật cho các giao thức khác. Nhờ được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi cộng đồng cho nên TVL của toàn mảng này thì đã tăng hơn 10 tỷ đô Mỹ chỉ trong vòng 2 tháng gần nhất. Anh em có kỳ vọng vào EtherFi hay không và anh em đoán xem giá list lên Binance sẽ là bao nhiêu? Tin tức tiếp theo là Layer 1 Berachain gọi vốn 69 triệu đô, nâng định giá lên mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo nguồn tin từ Bloomberg thì Berachain đã tổ chức thành công vòng gọi vốn trị giá 69 triệu đô, nâng định giá blockchain Layer 1 này lên con số 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vòng gọi vốn này thì có sự tham gia của các quỹ đầu tư như là Brevan Howard Digital, Framework Ventures vân vân. Berachain thì cho biết là định hướng sẽ tập trung xây dựng một nền tảng để phục vụ các nhu cầu phát triển các giải pháp phi tập trung DeFi trong tương lai, tương thích sẵn với Ethereum Virtual Machine là EVM. Layer 1 này thì được phát triển ở trên Cosmos, sử dụng cơ chế đồng thuận là Proof of Liquidity nhằm trung hòa giữa động lực staking và cung cấp thanh khoản ở trên mạng lưới. Berachain thì có 3 token gồm Bera là token trả phí, BGT là token thưởng staking và quản trị và Honey là stablecoin. Sau khi cung cấp thanh khoản cho các dự án trên Berachain thì người dùng sẽ nhận lại BGT, một token không thể giao dịch. Người dùng sau đó thì có thể vote BGT để nhận lại Bera hoặc là ủy quyền cho BGT cho các validator ở trên mạng lưới để nhận lại stablecoin là Honey. Berachain thì vào tháng 1 năm 2024 đã triển khai testnet Arito, mở cửa để cộng đồng tự do trải nghiệm sau khi hoàn thành vòng testnet kín của dự án DeFi trước đó 1 tháng. Đây là lần thứ 2 mà Berachain gọi vốn khủng khi mà vào tháng 4 năm 2023 thì Layer 1 này đã huy động được 42 triệu đô với định giá là 420 triệu, đánh dấu một sự bứt phá ngoạn mục cho các dự án xuất phát có điểm là nền tảng NFT. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn testnet, thế nhưng nếu như anh em quan tâm về việc farming airdrop để có thể nhận token sau này thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhé. Irene sẽ làm một video chi tiết về việc tham gia testnet cũng như là cày airdrop của dự án Berachain cho anh em. Ok, và tin tức cuối cùng trong tuần là vốn hóa của Solana đạt kỷ lục mới với giá Sol tăng trưởng hơn 25%. Cùng với đà tăng trưởng nhanh chóng của toàn bộ thị trường thì Solana cũng là nhân tố đáng chú ý với nhiều sự phát triển đầy tích cực. Số lượng địa chỉ ví hoạt động ở trên mạng lưới này thì đã chạm mức chưa từng có với hơn 738.040 ví được tạo mới trong mỗi ngày. Đồng thời thì vốn hóa của Solana hay là Sol thì đã thiết lập đỉnh cao mới nhất tại ngưỡng là 81,1 tỷ đô la Mỹ. Mức market cap cao nhất mà Solana từng chạm được là hồi tháng 11 năm 2021 ở khoảng mốc là 77,9 tỷ đô. Nhiều ngày qua thì Sol luôn xuất hiện trong bảng top gain của thị trường crypto. Giá thì đã tăng hơn 10% so với 24 giờ trước đó và bứt tốc gần 60% trong tháng. Ở thời điểm Irene quay video này thì Solana đang được sang tay với giá khoảng từ 178 cho đến 184 đô mỗi đồng và hiện vẫn cách biệt với dấu Sol là khoảng 260 đô từng đặt chân ở mùa bull run trước. Tuy nhiên hiện tại Solana đang được điều chỉnh xuống theo đà sụt giảm của toàn bộ thị trường. Nhiều nhận định thì cho rằng lý do khiến cho giá của Solana bay là do sự xuất hiện của hàng loạt meme coin đang là bàn đạp thúc đẩy cho hệ sinh thái của Solana đi lên. Các meme coin trên hệ sinh thái này thì đã có đà tăng trưởng đáng kể trong nhiều ngày vừa qua. Nổi bật là Dogwifhat tăng gần 20%, Popcat tăng 35% và Bonk tăng 10%. Hơn nữa thì Bonk và Dogwifhat dù đóng quân ở trên Solana nhưng đã trở thành meme coin non-Ethereum đầu tiên đạt vốn hóa tỷ đô, chủ yếu là nhờ vào bản chất dễ tiếp cận của chúng. Vậy là vừa rồi anh em đã cùng Irene điểm qua những tin tức crypto blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những thông tin này và anh em kỳ vọng là thị trường sẽ diễn biến ra sao trong những thời gian tới? Hãy comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và một lần nữa, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68 TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!